Hey.
31 vừa đi qua em thấy đã có hai chuyên gia đồng giải quý anh chị mình qua từ xếp bởi ra vé để em trả lời một cách thích là cái số chúng ta cùng nhau dò số tiếp. Dạ 51 đúng không ạ chị em? Dạ. Vâng, một lần tiếp theo cũng đầu xin phép phục vụ chú ý chị mình là dạ. Một tặng một, quý chị mình mua một vé tặng một vé nha. Dạ, em mời hai chị mình lên đây ha. Dạ rồi, em xin phép dò. Bây giờ em đổi hai tờ ra vé. Anh, chị cầm, ổn bên. Rồi, anh ơi em mời lên đây luôn. Dạ. Bây giờ gì ha. Rồi, bây giờ em cầm được. Không, em không. Bây giờ cầm được cái này hai. Anh với chị mình check giúp em nha. Dạ. Không loại 4698. Hợp lệ 51. Có 1. 42. Có 2. 34. Có 3. 16. Có 4. Tờ lợi vé này học đầy đúng anh chị ha? Dạ rồi. Bây giờ anh xin phút kiểm tra tờ lợi vé của chị. Anh ơi nhìn giúp em. 4698. Hợp lệ 51. Có 1. 40. Có 2. 32. Có 3. 16. Có 4. Rồi chúc mừng chị. Tờ lợi vé của anh. Báo một loại 4687. Hợp lệ 51. Có 1. 40. Có 2. 32. Có 3. 16. Hợp lệ. Em sẽ... Nhà anh.